Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Thưa quý vị khán giả, như vậy là vòng thi đầu tiên của chúng ta cũng đã khép lại tại đây. Và xin mời quý vị hãy cùng với ba cặp đôi người chơi của chúng ta đến với vòng thứ hai, chinh phục. Ở vòng thi này thì các cặp đôi của chúng ta sẽ phải nỗ lực hơn so với vòng đầu tiên để có thể chinh phục ban giám khảo và đem về cho đội của mình những số điểm cao nhất trong khung điểm của vòng thứ hai. Và cặp đôi đầu tiên dự thi trong vòng thi thứ hai, chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của hai mẹ con, mẹ Thu Hương và con trai Thiên Tùng. Từng ngày vừa đi qua để vẫn thế đây làm đang cay. Hết rồi chuyện xưa, đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết, cột sạch hết. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến. Điều cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài còn bao trông gai. Nếu keo mai có thấy ai ngỡ rằng bụt bay. Nụ cười ấy, nụ cười em đây. Lột xác thành người khác. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bé thơ ngày. Sớm hôm không mệt nhại. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta thay như lúc mới yêu đêm dài. Nhớ thương em miệt mài. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Mình hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dại. Nhớ thương em miệt mài. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Hình như là mong ước của chúng ta toại nguyện rồi. Không khí cứ nóng dần lên. Nhật Tân biết là cặp mẹ với con là có chiêu rồi. Vòng đầu tiên á, ốc có hỏi là tại sao mẹ lại đem cái hình tượng mà mẹ luôn ở bên con đem ở đây. Thì ra là trên con đường mà chiến đấu là đã biết có thể là mình sẽ đi vào vòng trong. Hay ra đã chuẩn bị một cái cục lột xác lớn như thế. Chúc mừng hai mẹ con. Có chiến lược. Mà thật sự ra hôm nay là thấy được cái sự hy sinh của chị rất là lớn. Em biết là chị cũng tập luyện khổ cực lắm. Thế mạnh của Tùng là nhảy cho nên là mà Tùng bảo nếu khó quá thì mẹ đừng có tập, bảo thôi mẹ để cho mẹ cố. Nhưng mà chính vì vậy nó có cái sự mà nó lệch lệch như vậy nó mới thấy cái sự cố gắng của chị rất là tuyệt vời. Cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Chúc mừng hai mẹ con nha. Chúng ta sẽ cùng gặp lại cặp đôi dì và cháu. Ở trong vòng đầu tiên thì các giám khảo cũng đã dành cho họ những số điểm rất cao. Không biết là ở vòng thứ hai này thì họ sẽ thể hiện như thế nào đây? Hãy cùng chào đón sự trở lại của dì Ngọc Diễm và bé Kim Ngân.
đồng lúa nặng vàng bông, sao mãi nghe em vẫn dương trong lòng. Nay nghe đâm tình sâu, bấy lâu vẫn mang trong lòng mình. Nắng mưa vẫn luôn mang trọn tình, câu hò điều ly còn đây. Anh hai ơi đi đâu sao không về quê, để lũy tre sớm hôm buồn yêu ông chờ. Đừng quên chúng đây, câu hò vẫn luôn nhắn anh hoài về. Anh hai ơi đi đâu sao quay làm chi, để dòng sông nhau nhung ông trong ngày đêm. Trên đồng lúa chín cánh cỏ bãi lá thương người ở xa. Anh hai ơi nhanh lên mau mau về quê, nhà chủ năm xuống trên chờ anh trở về. Bà con nhớ anh sao đành mãi mê chúng xa quên về. Anh hai ơi cô ba đang mong chờ anh, về cùng nhau nắm tay ca sẻ tình duyên. Quê nhà ta đó ông tình chẳng chưa xin đừng bỏ quê. Anh hai ơi cô ba đang mong chờ anh, về cùng nhau nắm tay ca sẻ tình duyên. Quê nhà cháu nha, giám khảo thích quá trời luôn rồi kìa. Muốn nói quá. Xin mời Khánh không? Trời nó giờ em đã hiểu lý do tại sao mà khi mà đội cái nón mà siết mà cô vẫn hát được. Bây giờ coi như là gỡ nón ra, trời ơi bà hát muốn xỉu với bà hả? Trời bà hát thôi. Con ơi con, mới bước ra là trước tiên là bị thu hút bởi cái gương mặt của con rồi đã. Một cái gương mặt trong sáng, thánh thiện mà nó rất là phù hợp với cái bộ đồ bà ba và phù hợp với cái dòng nhạc trữ tình này luôn. Chú Nghĩa quay qua nói với cô Ly liền, trời ơi cái mặt giống như cô ba miệt vườn này kia đó, nó ra chất lắm luôn á. Rồi khi mà con hát lên nữa, trời ơi cười lên có hai cái đồng tiền xinh với sao không? Con hát cái giọng con bài này, cái bản nó đẹp mà nó đầy đặn mà nó tròn trịa mà nó luyến lấy mà nó, nói chung là nó cái chất dân ca nó đậm lắm luôn, hát thoải mái lắm luôn. Cái bài hát này thì là bé cháu là hát hay hơn, nhỉnh hơn chút xíu so với gì đó thì, nhưng mà hai dì cháu thì quá là tuyệt vời. Mà giọng ca thì thôi, nghe là hơi sướng trong người luôn. Chúc mừng cho hai dì cháu nhé. Hai dì cháu cảm thấy thế nào ạ? Dạ, cảm thấy rất hạnh phúc ạ. Tại vì hôm nay hai dì cháu là giọng không được tốt như mấy bữa mà mình đi tập luyện, nên cũng hơi lo. Vậy mà còn không tốt nữa đó hả? Nói chung là xuất sắc. Xuất sắc đó chị ba. Chúc mừng hai dì cháu nha. Bây giờ còn cặp nữa nè. Còn anh nữa nè. Cặp này cũng dữ dội lắm đây nè. Không biết là hai anh chàng này sẽ làm gì đây. Chúng ta sẽ cùng chào đón Gia Bảo và Gia Quý. Phận nước trên mặt đàn, phận ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều,
ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba gặm lạnh hơi xưa, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Chăm sóng con nghe, khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa ba còn bé thơ, đôi khi là chưa hè đầy gió, ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán, cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vang. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chở che cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, theo ba chăm sóc con nhé. Trời ơi, đáng yêu hết sức luôn á. Nó thành soái ca rồi, Vân ơi. Đây là soái ca, còn này soái, soái nhi à. Trời ơi, con ơi, sao... sao mà lớn nhanh quá nhỉ? Soái ca cờ Nghĩa ơi, ngày xưa nhớ không anh? Trời ơi, dạ. Nó nhoi, nó thần nhoi mà. Thì dĩ nhiên là thời gian trôi qua, người ta phải lớn lên. Trời thôi. Trời, mới có 2 năm thôi đó anh. Thì đó, bé nó lớn lên có nghĩa là chúng ta đã già đi bớt. Dạ, dạ em biết rồi, cái đó không cần nói đâu anh, tổn thương đó. Nhưng mà phải nói là tiết mục này tụi con tình cảm lắm. Nó khác hẳn với cái tiết mục của vòng 1. Vòng này thì tụi con không có phải là khuấy động sân khấu, khuấy động mọi người cùng với mình nữa, nhưng mà tụi con đã đưa mọi người vào những cái cảm xúc rất là sâu lắng. Mà đó có lẽ cũng là cảm xúc của hai con muốn dành tặng tiết mục này cho ba các con, đúng không? Dạ đúng. Ba các con đâu rồi? Dạ, 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 chúc mừng anh. Hai cậu con trai của anh quá tuyệt vời đi. Coi tới đâu mà máu nó tuột dần tới đó. Giờ không biết phải làm sao nữa bây giờ. Nói chung là mấy cha con cũng vất vả. Thật sự hai anh em có máu nghệ thuật như vậy, nhưng mà cô nghĩ rằng là cũng nhờ công rất là lớn của ba. Hay mình nói câu nào đó với ba mình đi. Ba đang chờ để nghe đó. Dạ, con chỉ muốn nói là cha đừng có buồn nữa, bởi vì là bên cạnh cha lúc nào cũng có tụi con. Vậy thì cha sẽ cố quá sức là dễ thương luôn. Và thực sự rất là tài năng. Đó là một điều mà chúng ta phải công nhận và cũng phải bái phục luôn. Vì hai anh chàng còn nhỏ xíu à, nhưng mà có thể chinh phục mọi người ở đây ở vòng thứ hai này như vậy. Và chúc mừng hai anh em Gia Bảo và Gia Quý.
Các cặp đôi của chúng ta đã trở lại rồi đây. Các cặp đôi đều có sự bứt phá ở vòng chinh phục. Và họ rất là thuyết phục mọi người bởi chính tài năng và năng lượng của họ. Thì quả thật là cũng khó cho ban giám khảo. Nhưng mà dù muốn dù không thì chúng ta vẫn phải làm theo luật chơi của chương trình thôi. Sẽ phải đưa ra những điểm số. Và qua điểm số đó thì chúng ta cũng sẽ biết là sẽ phải nói lời tạm biệt với cặp đôi nào trong số 3 cặp đôi đang ở đây. Chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo ngay bây giờ. Tạm biệt mẹ Thu Hương và con trai Thiên Tùng ở vòng thi này. Em mong là chị lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục cổ vũ cho con gái và cả con trai của mình trong con đường nghệ thuật. Dạ, cảm ơn hai mẹ con. Một chút kỷ niệm từ chương trình Gia đình song ca xin gửi đến hai mẹ con nhé. Và điểm tổng của hai mẹ con là 59,5 và họ sẽ nhận được phần thưởng trị giá 5.950.000 đồng. Xin gửi đến mẹ Thu Hương và con trai Thiên Tùng. Cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình Gia đình song ca. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.